Ở cái phần danh mục đúng không? Vào quản trị đã. Admin. Dashboard này. Danh mục này. Danh sách danh mục này. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta quay lại cái phần làm cái xóa này trước nhá. Làm cái xóa này trước đi. Xem là phải làm như thế nào. Thì để xóa được ấy thì thường thường người ta sẽ phải có một cái phần confirm. Bật ra một cái dialog để confirm. Sau đó chọn là ok rồi mới xóa. Rồi. Làm tóc luôn mà. Xoăn xoăn xoăn. Cái gì ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm thư viện JS để làm cái dialog đấy. Thì như tôi hay sử dụng thằng này, Bootbox. Bootbox, các bạn search cái này. Bootbox JS. Này cũng làm tóc luôn mà. Thật là kinh dị. Chúng ta bấm vào confirm. Đây, bấm example, bấm confirm. Thấy chưa? Thì chúng ta có thể run example. Đây, kiểu dạng như này. Dạng như này. Đúng không? Bootstrap làm gì có. Bootstrap cái đấy gọi là, cái đấy gọi là model. Cái này ông chỉ cần nhúng cái đấy thôi, ông phải viết một đoạn HTML ra. Xong rồi nhúng JS vào. Còn cái này ông chỉ nhúng mỗi file JS vào là xong. Cái nào nhanh hơn? Bướng với thủ tướng à. Rồi chúng ta thử search ở trong này xem có bootbox chưa. Bootbox.min. Nó đã có sẵn rồi này. Public Asset Global Plugin Bootbox. Bootbox.min.js. Các bạn thấy không? Không biết có CSS không? Không có CSS đâu. Chỉ có Bootbox.js thôi. Được chưa? Thế vậy thì chúng ta bây giờ vào cái research này, vào cái view, vào cái sub admin script.blade, search xem bootbox có chưa. Chưa có đúng không? Thì chúng ta có thể là nhét bootbox đấy vào sau phần bootstrap. Đây bootstrap min đây. Ở dưới này bootstrap min xong thì chúng ta sẽ nhét thêm cái thư viện bootbox vào đây. Đây là bootbox. Bootbox JS. Chúng ta bằng src asset bằng global này, chúng ta search chữ bootbox. Public asset global plugin bootbox. Asset global plugin bootbox sửa bootbox.min.js. bootbox.min.js. Đấy là chúng ta thêm cái thư viện bootbox vào. Được chưa? Nhét vào rồi này, thì bây giờ chúng ta mở cái admin case index lên. Chúng ta thử một phát nhé. Thử một phát bây giờ là sẽ là cái A này. Chúng ta sẽ bằng cái tạm thời bỏ cái này đi nhé. Tạm thời bỏ cái này đi. Để cho nó đỡ bị click vào, chúng ta sẽ để comment ở phía trên. Comment phía trên này page nó xuống. Và chúng ta để cái handrail vào dòng thang. Đây chúng ta có sự kiện là on click. On click. Thì search xem bootbox confirm nó như thế nào. Cái bootbox confirm. Đây đi. Nó copy này. Viết JS ở dưới này. Sẽ như sau. Function confirm delete remove. Confirm remove. Page này xuống. Chúng ta sẽ có bootbox confirm. Ở đây là bạn có chắc chắn muốn xóa hỏi chấm. Confirm là có. BTN succeeds. Danger. Đây là không.
primary. Sau đó nếu function return thì tiến hành console.log ra để read ra. Đó, thử coi sao. Và bây giờ chúng ta bê cái này vứt lên trên cái đoạn remove kia, on click sẽ là về xuống confirm remove. Các bạn xong cái đoạn script này chưa? Đây này, cái đoạn boot box này phải xong trước này. Yến vào sau thì rào cái file này vào sửa đi, nhanh nhanh. Ừ, đúng không? Copy cái đoạn này. Không, phải đào trong trong Metronic có sẵn đó. Metronic có sẵn thì mình chỉ dùng lại. Được chưa? Xong đoạn này chưa? Được chưa? Xong đoạn này chưa? Chuyển sang đây. Thì cái thẻ A remove ấy, ở đây chứ. Mình ngu rồi, quên, nhầm. Đây. Này là pencil. Đây mới đúng. Xin lỗi các bạn, tôi lỡ tay nghịch ngu. Đây on click, sửa này on click thì bằng confirm remove này. Sau chạy vào trong boot box, confirm. Message bằng bạn chắc chắn muốn xóa. Button bằng confirm, label có. Class name bằng btn danger. Cancel bằng label không. Class name bằng btn primary. Và callback tức là hàm trả lại thì nó sẽ bằng là function result. Chúng ta console log result xem nó đặt bằng cái gì. Thì chúng ta sẽ có cái như sau. Reload trang. Wow, không có gì xảy ra luôn mà. Gì đấy? Confirm remove e not define. Cái gì mà bên dưới? Confirm remove. Đúng rồi mà. Function. Tôi có biết sai đoạn nào nhỉ? Confirm. On click. Sao bậy nhỉ?
À, cái này sao vẫn end JavaScript bị comment này nhỉ? Ở trong cái file này của tôi nó có vấn đề gì đấy? Đây, hôm trước vừa sửa xong giờ nó lại bị có ma mẹ. Có vẻ được rồi đấy. Chưa? Bạn có chắc chắn muốn xóa? Có thì nó sẽ hiển thị ở đây là true. Còn nếu mà bạn có chắc chắn muốn xóa không thì nó hiển thị là false. Chưa? Đó, thì đấy là cái tác dụng của cái bút bóc. Thế vậy chúng ta sẽ có cái gì nữa? Đây là JavaScript này. Hai chấm chấm phẩy này. Ở đây chúng ta sẽ vứt cái này vào. Round. Cắt cái này đi. Cắt cái này đi. Cắt đi này. Round này chúng ta sẽ để ở đây một cái string bằng round cái đường dẫn này. Đây là URL. Thì khi mà result chúng ta sẽ kiểm tra là if result bằng true thì windows.location.href bằng url. Đó, chúng ta thử cái. Đây nha, sang trang 2 nhé. Ông đã anh này. Bấm đây, bạn có chắc chắn muốn xóa không? Không thì không có gì xảy ra. Có. Xóa bay vẫn luôn. Đúng nhá. Đấy là phần làm phần confirm. Tôi sẽ đẩy code lên nhé. Được chưa? Check xem có được không? Dưới nữa, dưới dòng.
trên ready trên lên trên tức là trong lên tức là ready chạy đâu theo dạng kiểu như này, ví dụ chúng ta có những cái phần thông báo example này, alert đấy, phần alert này nó rất là nhanh, có mẫu dòng là xong rồi, boot box alert, this is default alert này, alert with callback này đó, option này nhiều lắm, rồi còn có cả thêm cái prompt là thu thập prompt là hiển thị ra một cái dialog có text field để giúp chúng ta làm cái đấy, thấy không? Ok, phát nó hiển thị text ở đây luôn. Thấy chưa? Cái này là cái prompt. Custom dialog còn nhiều thứ. Đấy, please wait a while, các thứ các kiểu. Nhá. Nó còn nhiều thứ với cái thư viện này, nếu chúng ta tận dụng được thì tốt. Thế xong về cái phần là xóa rồi nhá. Nhớ làm xóa là phải có cái đấy. Làm xóa là phải có cái phần confirm này. Được chưa? Rất nhiều các bạn chuyên có cái thói quen là không bao giờ thèm có confirm, cứ thế bấm vào xóa, bấm xóa. Chết đòn ngay, các bạn đi mà đem cái project mà đi bảo vệ như vậy là các bạn chết. Được chưa? Không bao giờ được làm cái việc đấy. Xong về cái phần confirm khi mà xóa rồi. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Ví dụ như kiểu thêm sản phẩm như này. Đúng nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ thêm phần hôm trước hình như tôi chưa validate tí nào đúng không? Thì trước khi validate bằng cái hôm nay chúng ta sẽ học thêm về phần là sử dụng jQuery validate để validate cho cái giao diện này. Được chưa? Và up ảnh lên nữa. Cùng với đó là sử dụng cái request để validate bằng server. Thì chúng ta sẽ làm cái việc như sau. Vào HTTP controller, category controller, nó sẽ có cái hàm save đó. Các bạn tạm thời comment nó vào để cho nó cái việc save nó không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu của chúng ta. Comment nó vào và chúng ta tiến hành là DD ra cái request trỏ đến all như này. Comment nó vào.
Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sử dụng jQuery Validate để validate cho cái form này trước đã. Thì jQuery Validate là trước khi vào học, trước khi thực hiện cái phần này tôi sẽ giải thích cho các bạn qua như sau. Tại sao phải sử dụng validate mà validate sao lại lắm thế? Sẽ như thế này. Khi chúng ta làm giao diện một cái form, sẽ có những cái field và chúng ta ở giao diện này chúng ta sẽ có hai phần cần phải làm việc với cái form trước khi xếp dữ liệu dùng DB. Đó là validate phía ngoài, hay gọi là front end, phía front end. Cái việc này sẽ thực hiện bằng CSS và CSS tổ hợp của hai thằng này. Tiếp theo chúng ta có một cái phần nữa là giao diện và validate bằng back end. Cái này sẽ xử lý bằng PHP. Được chưa? Tại sao phải làm những cái việc như này? Nếu mà chúng ta chỉ có phần validate cho dữ liệu bằng giống như hôm trước của chúng ta cho phần login là validate bằng backend, code backend là code PHP, thì chúng ta sẽ phải làm cái gì? Thứ nhất là phải submit cái form này lên, server vẫn nhận được request từ dưới trình duyệt gửi lên trên. Sau đó nó mới dùng code PHP để đọc những cái dữ liệu ở cái form gửi lên, sau đó nó sẽ kiểm tra xem là cái dữ liệu này có hợp lệ hay không, sau đó mới cho vào tiếp, còn nếu không nó lại trả ngược về đây để hiển thị lại, đúng không? Được chưa? Thì cái phần đấy khi mà chúng ta làm validate bằng backend thì thứ nhất như lúc nãy tôi đã nói là chúng ta bắt buộc phải gửi request lên, đúng không? Và như vậy thì là người dùng sẽ phải chờ nhớ đâu cái mạng lẩu, hoặc là chúng ta một cái form chúng ta phải điền rất nhiều thứ mà chúng ta lại phải mỗi một lần điền cái gì đấy chúng ta lại phải chờ người dùng gửi chờ cái trình duyệt nó gửi request lên trên, sau đó nó trả về rồi mới biết là mình sai ở đâu. Thì như vậy làm rất mất thời gian, đúng không? Người dùng sẽ không thích cái việc đấy. Thì do đó người ta sẽ phải làm thêm một phần nữa là validate bằng code frontend, tức là bằng JavaScript, validate bằng JavaScript và CSS. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Một là sử dụng JS thuần, bắt cái sự kiện là submit, on submit. Các bạn khi còn nhớ hồi học HTML event có cái sự kiện on submit đúng không, của form, thì chúng ta sẽ bắt cái sự kiện submit của form này dùng JavaScript bắt từng cái phần tử input hoặc là select hoặc là take area ở trên giao diện một, bắt từng cái một, sau đó chúng ta tiến hành là đọc xem nó có dữ liệu không và dữ liệu ở trong đấy nó có hợp lệ hay không, sau đó là hiển thị ra lỗi luôn. Thì đấy là validate bằng JavaScript, nhưng mà làm cái việc đấy quá mất thời gian, nó cực kỳ mất thời gian luôn. Thì chúng ta có những cái thư viện JavaScript để giúp chúng ta validate dữ liệu một cách nhanh chóng hơn, ví dụ như chúng ta sử dụng là jQuery validation là một cái thư viện giúp chúng ta validate nhanh hơn. Thì chúng ta sẽ sử dụng nó, thì khi mà chúng ta làm cái này thì nó sẽ hiển thị lỗi ngay lập tức cho người dùng xem, đấy cần biết là có gửi lên hay không. Tất nhiên là chúng ta vừa phải validate bằng frontend vừa phải validate bằng backend. Vì sao lại cả hai này? Tại sao không chỉ làm frontend không, bỏ qua thằng backend này đi, làm backend mệt hơn, đúng không? Bởi vì nếu mà người dùng hứng chí lên, có những nhà bác học nào đấy họ thích tắt JavaScript của trình duyệt đi thì sao? Thì thôi, đúng không? Thì họ sẽ tèo luôn cả cái việc validate, cho nên là nó sẽ dẫn đến cái việc là cái form của chúng ta cho phép gửi những cái data tùm lum lên trên hệ điều hành, lên trên server, cho nên là nó sẽ làm rác data của chúng ta ra. Thì chúng ta phải thực hiện cả hai cái việc này để đảm bảo được một cái giao diện nó được validate tử tế. Để tôi search xem trong này có jQuery validate chưa nhá. jQuery trừ validate jQuery, đây có rồi này, jQuery validate.min.js. Thì chúng ta có public asset global plugin jQuery validation, jQuery validate. Đây file này. Rồi chúng ta lại vào script, kéo xuống dưới, search xem có validate chưa, có đúng không? Thì chúng ta sẽ cái gì đấy, sao lại có cái đoạn này ta? Rồi chúng ta sẽ có đoạn như sau.
Các bạn tìm cái jQuery lúc nãy. jQuery ở ngay trên này rồi đúng không? Đâu nhỉ? jQuery min.js đây rồi, Bootstrap đây rồi. Chúng ta viết ngay ở dưới này. Copy một thằng script đi. Vớt lên trên này. Đây chúng ta comment là jQuery validate. Chúng ta sẽ có là asset. Asset global plugin jQuery validation. jQuery validation. Sau đó đến cái gì? Sau đó đến JS, sược JS. Sược tiếp đến jQuery validate, jQuery.validate.min.js. .validate.min.js. Đó, đấy là cái thư viện của chúng ta. Không nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành validate nó, thì chúng ta sẽ vào trang của jQuery validate. jQuery validate. jQuery validation plugin.org. Đây. Được chưa? Chúng ta nó có hẳn một cái video chúng ta nó hướng dẫn ở đây. Được chưa? Nó có hẳn một cái video hướng dẫn này, tha hồ làm gì làm. Được chưa? Cái đấy về nhà các bạn xem nhé. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái việc validate này đã. Thì chúng ta có rất là nhiều cách để làm validate nó, nhưng mà chúng ta sẽ làm cách dễ nhất. Thứ nhất, chúng ta đặt form ở đây, chúng ta đặt cho nó một cái ID. Đây là get form. Get trừ form. Được chưa? Get form. Sau đó chúng ta kéo xuống phía dưới của cái này, chúng ta sẽ có một cái section nữa, a cộng section. A cộng section là JS đúng không? A cộng end section. End section trong này. Chúng ta lại có $document.ready. À quên nhầm, cái này phải nằm trong thẻ script. document.ready function ở trong đó, thì chúng ta sẽ có như sau: $thằng get trừ form.validate đóng mở ngoặc, ở trong này là một cái json và chúng ta enter nó xuống, trong này là một cái json.
Được chưa? Rồi chúng ta sẽ có như sau này. Rule. Rule nhá. Rule. Rule là luật. Luật ở đây đặt ra sẽ như sau. Chúng ta để ý những cái field nào chúng ta muốn validate, ví dụ như kiểu field tên này đúng không? Có text danger này đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái chúng ta để ý những cái giá trị nằm trong cái thuộc tính name của thẻ input á. Muốn validate thẻ nào thì phải đặt cái, phải chú ý đến cái name của nó. Được chưa? Copy cái name. Copy cái giá trị trong name, đây là name 2 chấm. Trong này là tôi để là string chẳng hạn, require. Được chưa? Thử cái. Reload tràn. Chẳng biết có chạy. Có vẻ chạy. Ôi giời. Ơ. À. Cái này nó bị ngu à? Sao nhỉ? Nè. Tôi chẳng hiểu vì sao của tôi là toàn bị như này. Hả? Thế thì còn gọi gì là comment. Sorry. Ôi nghe lời thằng Hải vậy. Nên do tôi sửa cái này này. Do tôi sửa cái này này. Nó tự động bỏ comment đấy. Tầm bậy tầm bạ. Đây rồi. Chúng ta thử nhá. Lưu. Thấy gì không? Chúng ta nhìn cái đoạn này này. Reload nhá. Nhìn cái này nhá. Mỗi lần chúng ta load trang là cái này nó lại chuyển sang X, xong nó chuyển sang O, nó load xong tất cả mọi thứ nó chuyển sang O đúng không? Là tròn đúng không? Đây bấm này. Thấy không? Có gửi đi không? Chẳng gửi cái gì ra mà nó hiển thị cái this field is required ngay dưới này. Đúng không? Tiếp theo này. Nếu tôi muốn cả cái đường dẫn này nữa thì sao? Nếu muốn cả cái đường dẫn này nữa thì sao? Thì chúng ta lại thực hiện như lúc nãy. Đó là gì? Tìm đến cái name của cái field đấy. Đường dẫn đây rồi. Name slug đúng không? Copy cái slug này. Kéo dưới cùng. Phẩy một cái field nữa. Ở tên là slug này. À nhầm, đây xin lỗi các bạn. Đây chứ. Phải slug này, 2 chấm require. Như này. Reload. Lưu. Thấy hai cái. Bây giờ tiếp này. Gạch đứng min. Min 2 chấm 4 pixel ở 4 cái gì vậy? Tôi chẳng nhớ là min hay min 2 nữa. À min len nữa. Xem lại cái. Lưu thì tạch. Ồ, nó chưa tạch xong. Ừ. Cái này cho tôi làm lỗi rồi. Để tôi search xem nó có những cái gì nữa. Chúng ta ra bật ra cái lỗi đã. Dừng lại đây, chúng ta bật ra những cái lỗi đã. Xem có bật ra không? Trước của jQuery, trời ơi. Miễn là nó đặt cái đấy là sau jQuery là được. Kéo dưới cùng rồi.
reload cha, reload cha. Từ từ cho xong đi anh rồi. Rồi. Ra trên này trông mặt được thối rồi đấy, nó không là mình thêm cái một đòi đi đâu nữa, lỗi gì hết rồi chứ làm sao, không bao giờ chị vượt F12 lên đâu. Cô nên nhớ là cô đang học cái gì, đang làm cái gì. Làm web không bao giờ chỉ bật developer tool lên. Làm gì nữa? Mở cái console ra. Đây là cái chết hết rồi này. Avatar NNC chết này. Thấy không? Cái kết hai NNC đâu? Có cái gì? Nó chết ở một chỗ là nó chết hết một mớ luôn. Cái gì đây? Cứ như người giỏi. Gì hết đâu? Ôi giời ạ. Cứ nói như nào, copy cái này rớt ra ngoài chứ không phải là copy cái cảnh này đâu. Nói một đằng nào này. Đây không? Rồi đủ. Được chưa? Tiếp tục. Xem trên gì không ạ? Đoạn gì hết của tôi đâu? Cái view gì hết không? Không hiểu không? Đâu? Tôi hết kinh nhận rồi nha. Cái view là cái gì không? Cái nằm ở layout ấy. Ngang như vậy. Khôn hồn về liệu liệu mà xem lại đi, cô chẳng biết cái gì cả. Đây này, như người gì trời lên xuống, cái form này đâu? Form. Thank you.
có mình hết rồi. Bài đấy đâu, bài gì mà đi được một bài đấy đâu. Nhiều công công của bạn. Một trả thứ nhất. Không nhiều gì sao nhỉ? Như bỏ một bài mới được dẫn đến bài gì người bài đến xa. Bỏ cái bài split ra. Chúng ta có bị cái đoạn này không? Nếu mà chúng ta bị cái đoạn này thì bỏ cái phần này đi cho tôi là xong này. Nếu mà nhìn thấy một mớ lỗi ở đây, trong trường hợp chúng ta nhìn thấy một mớ lỗi SVG cái gì đây này và bị cái này này, thì chúng ta mở cái script ra, bỏ hết cái mớ đi, xóa béng đi là xong, hết lỗi, reload trang, hết lỗi luôn, đúng không? Gì? Bật F12 đi, không báo lỗi gì, không lỗi gì. Lên cái chậu. Thank you.
thế luôn. Đập đập gì gì không? À. Nghe xong hết chưa? Đó. Bây giờ đấy là cách chúng ta tiến hành validate nhá. Chúng ta có thể sửa những cái message cho nó như sau. Chúng ta vào đây message. Message 2 chấm. Nhá. Name 2 chấm. Đây cho thằng require. Thì sẽ message là vui lòng. Vui lòng nhập tên danh mục, ví dụ thế. Sau đó là ví dụ như kiểu là thằng Slack
thì sẽ có là cũng có require. Vui lòng nhập đường dẫn. Ví dụ như này chẳng hạn. Load trang. Đúng chưa? Vui lòng nhập tên danh mục này, vui lòng nhập đường dẫn này. Xong chưa? Tí nữa chúng ta chuyển nốt nó sang màu đỏ nữa. Đói quá. Chưa? Bây giờ chúng ta chỉnh nốt style này, chỉnh nốt cái phần hiển thị này. Search thêm rồi nhé. Z-Query Validate Custom Error Element. Chúng ta có error placement. Phải error placement. Element. Cái element nó chính là cái thẻ. Cái thẻ của chúng ta sẽ là cái gì? Nó chính là cái này. Error này là lỗi. Chúng ta sẽ có element chấm ATTR. Thôi thì làm như này đi. $zQuery $element.att.addClass. addClass text to danger. Thấy chỗ nhảy đỡ mệt, tăng não dùng jQuery. Thử cái nhé. Cái này là cái text, cái này là cái element. Được coi nào. Chờ tôi chút nhé. Để tôi xem cái error này là cái gì đã. Debugger. Xem nó là cái gì. Rồi mới biết được. Rồi. Error.
Eros này chính là cái label. Label Eros này. Nó có class Eros để sẵn đây này. Coi nào. Class Eros này. Enter. Chạy mà. Tại sao không hiển thị gì ta? Bệnh. Sao lại thế nhỉ? Nhé à, nhớ đâu nữa, ai bảo ông là cái class cái này à, đây à, đây á, không, đây là cái element, đây là cái biến, biến thì không cần phải làm thế, để tôi xem lại kia, lâu không động mấy cái này quên bố, được chưa? Đó, chúng ta có eros.add class take danger eros.insert after element và nó sẽ chèn vào ngay sau của cái phần tử của chúng ta. Được chưa? Xong chưa? Rồi, thế là tạm thời là xong về phần validate cơ bản. Cái này nó nhiều, cái này nó nhiều lắm nhá. Cái phần validate này này, nó cực kỳ nhiều thứ mà chúng ta có thể bọc mạch được ở trong. Chúng ta để ý cái require này. Cái này nó là một trong nó giống như ở bên Laravel ấy, nó có những cái thuộc tính nó quy định sẵn cho chúng ta. Nó chỉ việc dùng thôi. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể tự mình tạo ra những cái việc validate như kiểu như thế này, thoải mái. Tự mình làm, tự viết ra. Thì cái đấy chúng ta sẽ có additional method. Nhưng mà chúng ta tạm thời tìm hiểu qua những cái thứ mà nó cung cấp đã. Chúng ta vào đây method. Đây, step jQuery validator method. Đây. Trong này là, ủa, method được rồi. Đâu nhỉ? Chẳng biết nó để đâu luôn ấy. Step method. Cái này hơi ngu. Chờ tí để tôi tìm document này. Đâu? Đây à? Ở đây, category method thử xem. Không có không ạ? À đây à? Có đây rồi. Normalize. Gì đây? Require form group, không, không phải cái này đâu. URL method này, require method này, chắc là ít này được nhỉ. Require này, make agree, require. Đây cũng là một cái.
Sao chút để tôi qua. Require validate này. Method. Cái này tài liệu của nó hơi khó đọc thế. Nó khó đọc hơn so với Laravel của chúng ta rất nhiều lần. Để tôi tìm cái chỗ nó chứa cái phần này. Trước tôi nhớ nó có, biết để đâu rồi. Không có đây. Error message. Bọn này viết tài liệu như cứt. Đây là tài liệu try. Flat rule. Không phải. Còn cái nào mình chưa vào không nhỉ? Đây. Chắc nó nằm trong này. Category method này. Đây. Step này. Rồi thì ví dụ như kiểu là require. Đây, make view require and step 10. Đây require này, step 10. Validate this view require 123 multiple cái gì đây? Chẳng biết. Nó là cái gì luôn. Normalize min length. Đây. Chúng ta có range length. Range length. Như tôi để 1 này. Please enter value between 2 and 6. Được chưa? Thế số lượng ký tự nằm trong đây là 4 đúng không? 5, 6. Vẫn thỏa mãn này. 7. Được chưa? Đây là những cái hàm, những cái thuộc tính nó cung cấp range length này. Rồi range method này. Rồi thì min length. Min hoặc là size gì đấy, min length chẳng biết, max đây nó là range length thôi, còn có cái gì nữa. Đây là min bằng 13, max bằng 23 này. Phone US này, đây là nó check phones, hình như chúng ta có cả kiểu email là email true. Chúng ta phải điền cái kiểu dữ liệu email vào, hoặc là ví dụ như chúng ta, nếu mà chúng ta muốn cái name của chúng ta điền hai, thuộc về hai loại kiểu dữ liệu, một là nó phải require thì chúng ta set true, và với cái email cũng là true như này. Thì cái field name này này, thứ nhất nó bắt buộc phải điền dữ liệu, cái nữa là cái kiểu dữ liệu của nó bắt buộc phải là định dạng email thì mới được chấp nhận. Đây reload này, submit nhá, submit này, vui lòng nhập tên này. Please enter an a valid email address, đúng không? A còng vẫn chưa được đúng không? Giờ mới được, được chưa? Bắt buộc phải là email thì mới cho phép pass qua. Được chưa nhỉ? Đấy là cái việc chúng ta xử lý bằng jQuery Validate. Thì chúng ta có thể tự mình làm cái phần này. Tôi sẽ chỉ hướng dẫn chúng ta đến đây thôi. Còn lại những cái gì chúng ta động đến thì nó sẽ là ở phía sau. Được chưa? Xong, làm xong đến đây chưa? Không nhỉ? Tiếp tục nhá. Đấy là việc chúng ta Validate ở phía trên này. Nhưng mà chưa xong. Chúng ta có cái phần đường dẫn này, hoặc là tên danh mục này. Tên danh mục thì các bạn có chấp nhận cái việc tên danh mục trùng nhau không, đúng không?
không thể nào chấp nhận được cái việc tên danh mục trùng nhau. Thế vậy giờ chúng ta phải làm sao để chưa submit chúng ta cũng chưa bấm lưu, chúng ta bấm lưu rồi nhưng mà chưa gửi dữ liệu lên trên mà chúng ta cũng biết được cái danh mục này nó có bị trùng hay không. Chúng ta sẽ sử dụng đến một cái phần nó sử dụng đó là cái thằng Ajax. Ajax của jQuery để chúng ta làm cái việc đó. Thì sẽ có phần như sau. Ajax này ốp chung vào với cái jQuery validation này cũng được. Thì chúng ta sẽ để chờ một chút để tôi sẽ xem nó có phần là file là additional method đây rồi. Nó có jQuery validation additional method. Đây là cái hàm cái file cho phép chúng ta viết thêm những cái lúc nãy tôi nói đấy là viết thêm những cái hàm validate của chính mình cho cái màn hình. Thì chúng ta sẽ ở vào file script này. Nãy chúng ta có cái validate đúng không? Duplicate nó lên. Nhớ cho tôi là cái file additional method ấy nó phải nằm phía sau của cái file jQuery.validate.min. Thì bắt buộc phải nằm sau, không được phép nằm trước không chạy đâu. Thì chúng ta sẽ viết vào đây là additional trừ method chấm min.js là file này. Asset global plugin jQuery validation js additional method.min.js là file này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm cái additional này như nào. Chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới luôn ở trong cái public này, js này, tạo thêm một file mới, new file. Đây là add, đây là custom validate method chấm CN. Tên file hơi dài, các bạn không cả. Custom validate method. Xong chưa? Rồi, bây giờ đi search tiếp. jQuery validate add method. Tìm cái thằng Stack Overflow. Xong nó dài này chẳng. Đây rồi. Chúng ta có jQuery.validator.add method. Đây là check cái gì? Check exist. Thật. Check exist. Thật. Ok.
đằng sau này là cái text hiển thị ra ngoài mặc định. Thì đây chúng ta sẽ để là tên đã tồn tại, như thế đấy, biết nó tên gì. Đây tôi sẽ để cho các bạn viết cho dễ. jQuery.validator.sMethod tham số đầu tiên là tên của cái phương thức check existed, đây là do tự chúng ta viết, là tự chúng ta đặt tên. Trong sau tham số thứ hai là function là value element, sau đó đến tên đã tồn tại, đây là khi mà fail thì hiển thị ra cái lỗi này. Ở đây chúng ta tiến hành là mặc định return false. Được chưa? Xong chưa? Add cái này vào. Sau đó vào cái script. Vào cái script này này, dưới cái TinyMCE á, thêm cái đoạn script vào. Có cái src bằng với asset list này. Asset là bằng GS sược custom trừ validate trừ method chấm GS vứt vào đây, nhúng phải cái nào. Được chưa? Xong này chưa? Bây giờ chúng ta được phép, sau khi viết như này vào rồi, chúng ta được phép copy cái này vứt vào trong cái phần ví dụ như name check exit bằng true. Được chưa? Thử cái nhá. Reload này. Bấm lưu, vui lòng nhập tên. Tên đã tồn tại, được chưa? Nó kiểm tra luôn cả cái phần check exist này của chúng ta. Đây, tôi nhập text vào thì nó sẽ báo tên đã tồn tại. Được chưa? Bây giờ cái việc tiếp theo của chúng ta sẽ làm như sau. Đó là chúng ta sẽ viết cái URL và cái value của cái URL cần phải để giúp chúng ta check. Thôi rồi, đây. Tôi sẽ check trước ở trong này xem nó cái phần value và element nó là cái gì đã nhá. Trước khi return false, chúng ta sẽ tiến hành là console.log ra đây cái value đã. Và duplicate lên console.log element.
xem nó là hai cái biến này là cái gì. Trước đã, pilot này, được chưa? Lưu, vui lòng nhập tên. Đây, 23 là cái giá trị của cái thẻ đúng không? Còn element chính là cái thẻ luôn. Xong chưa? Element chính là cái thẻ luôn. Được chưa? Đấy là hai cái tham số này. Thế nếu bây giờ tôi viết thêm như này sao? Thế tôi lấy cái chu này ở đâu ra? Hoặc là tôi thích tôi viết vào đây là thiện TH có được không? Và lấy ra làm sao? Thì bây giờ chúng ta ở cái phần này nó có thêm một cái biến nữa. ATTR. Tôi đặt tên một cái biến ở đây là biến ATTR. Các bạn coi cái ATTR này là cái gì nhá. Về xuống. Đúng không? Đâu này reload chạc. Rồi đây, lưu. Thấy không? Ra 2 này là giá trị này, ATTR nó chính là cái này. Đúng chưa? ATTR nó là cái giá trị tôi viết vào cái phần cái giá trị bên này. Xong chưa? Thì bây giờ tôi nếu mà tôi viết như thế này có được không? Round home page. Này có được không? Này có được không? Theo các bạn có được không? Vì sao không? Hả? Đây hả? À, đúng, chuẩn, thông minh. Đúng rồi, bây giờ có chạy được không? Nó chạy được không? Chạy được. Đây, có phải logo 8.000 không? Đúng nhỉ? Xong nhỉ? Đó. Lấy được giá trị này. Thứ nhất là lấy được cái, add được cái check exist. Đây là cái method do chúng ta tự tạo ra này. Cái thứ hai là nhét được thêm cái thông số là đường dẫn để kiểm tra tên tồn tại, tên danh mục đã tồn tại vào này. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta có thêm cái gì? Các bạn vào cái route admin. Đây có kết đi đúng không? Route. Chúng ta thêm cái route 2.2. Post đi. Post đi. Get check name, check trừ name. Được chưa? Ở đây là một cái function đi. Tôi viết function cho nhanh, tí nữa đưa về controller sau. Đây là name, là name bằng get.check name. Được chưa? Function. Chúng ta sẽ có cái biến request. Request $ request. Đây là return cái $ request cho đến respond cho đến JSON của cái mạng name. Nhìn này, xem nó ra cái gì. Được chưa? Chúng ta chưa xử lý gì cả, mới để tạo được cái dùng JavaScript để gửi request lên server đã, vứt đấy. Được chưa?
Được chưa? Xong chưa? Test cái nhá. Bây giờ custom method này, chúng ta đã lấy được value rồi, lấy được element rồi, lấy được ATTR rồi. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng jQuery để gửi dữ liệu đi. Thì sẽ như sau. $.azac $.azac. Trong này là một cái chúng ta có cái URL bằng cái attribute ATTR data gửi đi, nó sẽ bằng đây, có cái method nữa, method bằng post, đúng không? Data thì nó sẽ bằng cái chúng ta có cái biến name bằng với cái value, đúng không? Có thêm cái gạch dưới token bằng với cái gì, bằng cái này bằng với cái gì được? Cái gì được? Chúng ta sẽ ở trong ngoài cái màn hình thì chúng ta sẽ thêm một phần vào đây, một cái biến input type bằng hidden, có cái ID là custom, còn đây là ajax token, value sẽ bằng CSRF token, nó mở ngoặc như này, nhét cái token vào đây, sau đó chúng ta lấy cái này ra ngoài. Được chưa? Xong đến đây chưa? Copy cái này vào cái này, chúng ta tiến hành là đô la đầu thăng ajax token chấm van, nghe cho nhanh. Nó sẽ tìm, tự động tìm trên màn hình cái thẻ nào có cái ID bằng ajax token, lấy giá trị ra gắn vào đây. Không, chúng ta sẽ có thêm cái succeed bằng function, đây là nhận một cái response rs thôi, cái này console.log ra cái rs kia, đây có cái error 2.function error xhr console.log ra cái error. Cứ vấn đề đã, còn return thì cứ return false kệ.
Được chưa? Test cái nhá. Thế kìa, debug vào đây cũng được. Rồi coi xem nó đi đâu. Reload trang. Chắc là không có lỗi gì đâu. Ôi giời ơi. Method not allowed. Localhost 8000. À đây 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 đây. Do tôi để cái route là homepage. Các bạn sửa cho tôi cái route này, thì cái route chúng ta vừa mới viết đấy. Route này là route gate.checkname. Copy. Gate.checkname các bạn vứt vào đây. Rồi bây giờ test lại. Được chưa? Ôi giời ơi. Internal server error. Rồi chúng ta sẽ bấm vào trong cái tab network. Nếu bị lỗi, những cái lỗi mà gửi Ajax đi ấy, thì nó sẽ có một cái request gửi đi nhưng nó bị lỗi. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái tab network này xem. Học đi. Sau này đỡ khổ. Bấm vào check name này. Localhost 8000 admin circuit check name, đúng rồi. Host internal server error, chúng ta xem dữ liệu gửi đi là gì. Name bằng SDF, token bằng cái đoạn text này. Ok không sao, preview. Undefined illuminate support packet request đúng không? Chẳng qua là nó chưa ở trong cái hàm admin này. Nó không được định nghĩa cái hàm cái thuộc tính cái use không được use cái request này thôi. Bây giờ chúng ta vứt lên trên này phát là xong. Illuminate HTTP request. Vứt vào đấy. Đấy đọc lỗi. Được chưa? Test lại cái nữa. Reload trang. Thực ra cũng chẳng cần reload được. Muốn clear đi cho, muốn xóa bớt đi cho nó đỡ choán thì bấm vào đây, bấm cái nút này. Đó, ADS. Xong chưa? Nhìn thấy gửi lên chưa? Bây giờ RS bằng name bằng ADS này. Đúng chưa? Ở trên server nó đã trả dữ liệu về rồi đấy. Xong chưa? Bỏ qua tiếp này. Đi nhá nhỉ? Test tiếp. Bây giờ chúng ta cập nhật code ở trên này. Chúng ta đã lấy được cái name rồi nhá. Request lấy được name rồi này. Bây giờ chúng ta lấy làm như sau. Xin lỗi các bạn. $gate bằng app sược category 2.2. File where cột name bằng với cái request chọn đến name này. Request chọn đến name và lấy ra first. First or fail. First or fail. Trả ra đầu tiên hoặc là trả ra phone. Chúng ta sẽ tiến hành là return cái biến return response result bằng $gate bằng phones hỏi chấm. Nếu mà gate bằng phone thì hỏi chấm là true, trả về gate result bằng true, còn không thì trả bằng phones. Sau đó return cái result này. Return thẳng cái result này và xong. Kiểm tra xem cái tên danh mục đấy đã tồn tại hay chưa. Thì nếu mà chưa tồn tại thì trả về là được phép dùng. Còn nếu mà đã tồn tại rồi thì trả về phone là không được phép dùng.
Được chưa? Bây giờ tôi giải thích cái Ajax nhé. Giải thích qua cái Ajax này. Cái Ajax này nó là một cái API, tức là một cái hàm có sẵn của jQuery. Nó giúp chúng ta gửi request lên trên phía server và nó chạy ngầm ở phía dưới của JavaScript. Nó không liên quan gì đến đến cái việc load lại, load đi load lại trang của HTML cả. Nó gửi ngầm. Thì trong cái Ajax này cú pháp rất dễ, $Ajax. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ có cái, trong này chúng ta có một cái JSON. Đây đều là JSON cả đúng không? Đây là cái object. Trong này chúng ta sẽ có cái thuộc tính đầu tiên của object là URL, đúng không? Thì đây tôi viết bằng một cái string, là cái nơi sẽ nhận cái request này lên. Tiếp theo là method. Đây là kiểu dữ liệu gửi đi. Nó sẽ là method dạng get, dạng post, dạng patch, dạng put, dạng delete, dạng gì chúng ta nhét vào đây. Được chưa? Tiếp theo là data. Dữ liệu sẽ được gửi lên trên server thì sẽ là cái gì? Thì ở đây tôi gửi lên là một cái file JSON, một cái đoạn code JSON gồm có thuộc tính name và cái value, tức là cái giá trị của input, và cái token của cái Ajax token. Gửi cái này lên bởi vì trong cái route admin của chúng ta nó đang áp dụng cái CSRF, đúng không? Cho nên là phải vượt qua được cái đấy thì chúng ta phải sử dụng bằng cái cách là sử dụng cái trò lúc nãy là tạo ra một cái input hidden có ID là Ajax token và gắn cho nó giá trị bằng cái CSRF token, và bây giờ chúng ta lấy giá trị ra ngoài. Được chưa? Trong này chúng ta sẽ có những cái hành động như sau. Đầu tiên là hành động succeed, là khi nó gửi dữ liệu lên trên và lên trên nhận được và trả về dữ liệu ở dưới này. Ví dụ nó chính là cái return này, nó chính là cái mà chúng ta vừa return đấy. Đây này. Nó chính là cái chúng ta return này. Nếu ở trên nhận được dữ liệu xử lý chán chê và trả về thành công thì nó sẽ vào cái hàm succeed này. Nó sẽ vào cái hàm succeed này với cái dữ liệu trả về được gắn cho cái biến là RS. Xong chưa? Còn nếu mà cái quá trình chúng ta gửi đi thất bại thì nó sẽ vào trong cái hàm error function. Đây là lỗi, đây là cái chi tiết lỗi. Được chưa nhỉ? Chúng ta ở trong này chúng ta còn hai hàm nữa, đó là hàm before send. Before send function. Như này. Cái hàm before send này nó là cái hàm giúp chúng ta là thực hiện một cái hành động nào đấy trên màn hình trước khi gửi cái request đi. Ví dụ như chúng ta để ý khi mà những cái trang web nó vào, ngay khi các bạn vào nó đầu tiên nó quay đúng không? Thì ở bằng cái mã Ajax này chúng ta vẫn trước khi gửi đi chúng ta cũng khóa cái màn hình người ta vào, không cho người ta tương tác nữa, bằng cách là bật cái ảnh GIF lên. Bật cái ảnh GIF lên trên toàn bộ trang, ngăn cho người dùng không tương tác gì bất kỳ một phần nào nữa. Thì đấy chúng ta sẽ bật lên bằng cách bằng code ở trong cái đoạn before send này. Và cái đoạn nào để giúp chúng ta tắt cái phần quay đi, chúng ta có hàm là complete completer, đây hai chấm function complete. Thì đây là hàm xử lý sau khi là succeed hoặc là error, kể cả lỗi nó cũng xử, tức là cái việc gửi dữ liệu này đi lên xong, nhận về xử lý xong chán chê là sẽ bắt đầu chạy cái code nằm trong cái hàm complete này. Thì đấy là cái Ajax của chúng ta. Ngoài ra ở trong này chúng ta còn thuộc tính nữa là data type. Data type. Chúng ta có những kiểu mặc định trả về, hiện tại là kiểu string, string. Chúng ta muốn chuyển nó sang là JSON thì chúng ta viết chữ JSON vào đây. JSON. Đó, xếp xuống. Bây giờ chúng ta test lại một lần nữa xem là có chạy được không. Reload trang. Được chưa? Kinh trọng mặt. Ui giời, lỗi rồi. Lỗi network. Illuminate Query Builder first or... Hình như chữ fail rồi, tôi biết sai đúng không? First or fail. Fail là như này. First or fail. Để tôi search lại cho chắc. Laravel Eloquent first or fail, đúng không? First or fail. Tôi gửi lại một lần nữa. Cái gì đấy? No result for model app category. What the fuck? Nó do cái namespace.
No query result for model. Điền. Not found exception. Phớt thôi, thử xem có không. Use path category. Thế là cùng gì? Rồi, red bằng chu. Bạn thấy không? Red bằng chu này. Xong chưa? Xong rồi bây giờ tôi sẽ sửa lại phần này. Ok, bằng ok được. Chúng ta có những danh mục tên là cái gì nhỉ? Mở danh mục ra coi nào. Cái gì đây? Sao có bằng này cái? Ở đây cái này chứ. Cái này, xin lỗi các bạn. Danh mục tên là bóng đá nhá. Nó viết chữ bóng đá vào đấy. Nha. Thấy không? RS mà phone luôn. Thấy không? Nãy viết tag linh tinh là RS bằng chu, bây giờ tôi viết chữ bóng đá phát là RS bằng phone luôn. Tên đã tồn tại luôn. Đúng nhá. Xong. Để tôi xem lại return như này như nào. Đã ra. Đây. Chúng ta sẽ có cái phần viết thêm phần này vào đây. Ở trong hàm này chúng ta sẽ có là e-success phone. Sau đó ở trong này chúng ta sẽ có cái RS if chúng ta sẽ có cái đây chúng ta có cái biến là gì nhỉ? RS này bằng phone luôn đúng không? Nó đã ép kiểu về gì xăm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có khi mà succeed thì chúng ta y succeed nó bằng cái RS luôn. Và dưới này chúng ta return cái y succeed. Đó, sẽ thì sẽ được. Đây là xong một hàm là check exist name. Sau đó chúng ta tôi tí nữa tôi sẽ đẩy code lên cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ test lại một lần nữa. Đây, ví dụ tên là Thiện TH. Gì ạ? À? Wow. Không được. Bóng đá cũng không được luôn mà. Ừ, tên tồn tại hết à, tức là cái này nó đang bị lỗi rồi, chờ tôi một tí. Bóng đá tên đã tồn tại bóng đá một được không? Đây chúng ta move cái y succeed này ra ngoài nhé, hoặc là chúng ta viết là check existed result bằng phone, chuyển hết sang như này. Tôi sẽ đẩy code lên sau các bạn cho các bạn test. Đây là cách chúng ta sử dụng Ajax để validate dữ liệu. Các bạn thử đi. Cô tôi để hết lên rồi đấy. Nó nghỉ 10 phút nhé.
chưa được, để cổ máy đẹp. Sợ đấy, tí là tôi đi vào tôi chuẩn bị. Trên server có thể có khả năng sai. Đây nhá. Ví dụ tôi để là bóng đá này. Kích ra ngoài chết luôn này. Được chưa? Bởi vì tôi có cái tên như này. Được chưa? Rồi bây giờ tôi bỏ ra ngoài. Thêm chữ thiện TH vào đây. Kích ra ngoài. Thì lại chạy. Đúng không? Thế là đúng hay là sai? Check lại code trên server, check lại code trên cái phần TP theo vấn đề không? Còn trong bài bài này thì mày quá quá. Thank you.
Sau các bạn thử áp dụng cái phần đấy thì giờ để tôi test cái khác này. Được chưa? Chipu lại số vít không nhá, được chưa? Cái này tôi làm rất nhiều lần rồi, cái này là tôi chẳng nói tôi mới tốt rồi, cách làm nhiều để đi ra để ra ngoài để xử lý. Này, được rồi. Hôm qua đến được, cái gì? Thank you.
tức là trạng thái cũ của những cái file CSS và JS nó chưa load, nó không load lại. Thì các bạn làm JS thì rất hay bị sọt. Có thể là code đúng rồi nhưng mà do cái trình duyệt nó không cập nhật code mới. Đó đấy. Thế nó làm tối ưu, đấy là cái setup của trình duyệt, nó làm tối ưu cái code của mình. Khi mà load trang nó sẽ bị tốt nhất mà bỏ công tốc đi, JS cũng bị đấy, bỏ công tốc đi và công tốc nữa, nó có thể thay đổi nhiều lần. Nó bị lỗi, có request. Thank you.
làm này trời. Bởi vì tôi thường đi giao. Nhưng mà làm xong rồi thì làm tiếp cho tôi cái phần check của cái này đường dẫn, nhưng đường dẫn cho các bạn các tên mình thôi. Để bạn mua dưỡng đó đây là không gửi đi đâu đâu, không gửi đi đâu đâu. Đây là check name of unknown saver. Toàn nội vớ vẩn. Check tiếp cho tôi phần đường dẫn nhé. Check cái đường dẫn này nó tương ứng với cái cột của Slack. Được chưa? Của Slack.